Hello là ok, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của Chú Chó Đeo Hai Chân, Su Xí Sọn Băng Bé Bỏng Về Miếng Mùm Miếm. Thể tập trước đó cả nhà, bé Thảo cùng với anh Sen đã dễ dàng thành cô giáo và đã thành công đánh lừa chị Hiền là em Su học sinh xuất sắc đó cả nhà. Để anh chở cô giáo về. Là Su học sinh xuất sắc nè, hôm như là chị Nguyễn An cho Su thôi. Để bây giờ nghe, chị chạy lên trên trường á, chị rút hồ sơ học bạ. Thảo diễn đỉnh vậy Thảo. Trời em thấy chưa nghe diễn xuất của em mà lợi đi. Còn những cái này á, bây giờ thầy giáo viên bùng thở đảo. Trường để chị rút cái hồ sơ học nội chú với cho Su liền luôn. Xong rồi ngày mai á, là chị sẽ đặt vé máy bay để chị thưởng cho Su một chuyến du lịch đi Quy Nhơn. Để sau khi chị Hiền tin là em Su học sinh giỏi, chị Hiền đã lên trường để làm hồ sơ không cho em Su đi học nội chú nữa. Tuy nhiên lúc này bà áo đỏ lại xuất hiện. Vậy thì bà lại có ý định tiếp tục làm gì nữa thì mời cả nhà đón xem bài tập ngày hôm nay nha. Ngay cả nhà, mình đã đến trường của Su rồi. Bây giờ mình sẽ vô để mình rút hồ sơ của em Su lại nha cả nhà. Trong lúc này á, là chị Hiền không hề biết là bà áo đỏ đang theo dõi chị Hiền đó cả nha. Dỗ nó, bắt đầu tiếp cận, mình đưa cho nó thôi. Nhưng mà, nhân muốn tiếp cận thì mình phải trả một bài giờ nha. Mình mới quên là cái bài Hiền được. Cái Hiền nó rất là giỏi. Lúc này cái bà áo đỏ muốn tiếp cận chị Hiền để làm một cái việc gì đó rất là xấu xa. Cho nên bà đã giả trang thành một bà già để bà có thể tiếp cận chị Hiền đó cả nha. Mình sẽ đánh thần bên nha. Lợi dụng đó là mình đưa cái điện thoại ra cái con đấy đó. Bây giờ mình đến cái cổng trường đó, hắn nó vô cho nó rồi mình đứng mình chờ nó thôi. Bắt đầu mình mới hành động thôi. Mình phải lên cái chỗ đó để tao đánh mình nữa. Vô trong trường á để mình làm hồ sơ, rút hồ sơ của em Su Xí Sọn ra đã thành công rồi cả nhà. Cho nên bây giờ mình cũng vừa ghé qua chỗ cái tiệm tạp hóa để mình mua rất là nhiều đồ cho Su. Bây giờ để mình cho mọi người xem thì mình mua cái gì cho Su nha. Đi qua đây Su, đi. Su đã rút hồ sơ xong rồi, Su mừng quá Su ơi. Em vừa đây Su đi học nội chú rồi á. Đây Su. Đây Su ngồi đây cho nó mát. Đúng rồi, Su ngồi xuống. Đây cả nhà, để mình cho cả nhà xem á là mình mua cái gì cho Su nha. Đây là hai cái phần quà bí mật mình cố ý gói trong này để Su không có biết. Để chút nữa về mình sẽ mở ra cho Su nghe nhẹ nha. Đây là chị tặng cho Su hai phần quà nha Su. Rồi, đây là mình còn mua cho Su rất là nhiều đồ ăn luôn nè cả nhà. Để mình bồi bổ sức khỏe hổng giờ á, Su mình bắt Su đi bán vé số cả nhà. Nắng non cho nên là Su sức khỏe Su hơi đi xuống, cho nên mình mua đồ để Su, mình bồi bổ sức khỏe cho Su nè. Đây mình sẽ để đồ cho đây cho Su. Su thích không? Su nói là Su thích lắm cả nhà. Với lại á, mình còn mua cho Su này cả nhà rất là nhiều kẹp luôn. Cả nhà thấy đẹp chưa? Đây nè, mình có kẹp cho em Su một cái trên đầu này cả nhà đó. Tiếp theo là mình tặng cho Su hai chai nước hoa này để Su thích cho nó thơm người á cả nhà. Còn nữa cả nhà biết đây là gì không? Mình vừa mới ghé qua chỗ cái shop quần áo á, mình mua cho Su mấy cái bộ bikini để chuẩn bị Su đi tắm biển á cả nhà. Đây nè, đây là một bộ nha. Đây là hai bộ nè. Đây là ba bộ, bốn bộ. Mình mua tổng cộng Su 4 bộ để Su thay đổi, Su đi tắm biển cho nó đẹp á cả nhà. Su thích không Su? Su nói là Su rất là thích. Thôi bây giờ á, mình sẽ về nhà, sau đó mình cho Su ăn uống đầy đủ, cho Su ngủ nghỉ, xong rồi Su thích đi chơi đâu mình sẽ dẫn Su đi chơi đó nha cả nhà. Trong lúc mà chị Hiền không để ý thì cái bà áo đỏ này đã từ từ tiếp cận chị Hiền đó cả nhà. Dạ, bà qua đây ngồi, chú cho già cả rồi bà đi đâu, con cháu bà đâu? Dạ, bà ngồi xuống dưới đây đi. Tuy bà đi đâu ra đây vậy bà? Bà đi đến thằng cháu ơi. Mà bà đau chân quá. Dạ. Bà đi không được. Tụi con đi đâu vậy? Dạ, con đi lên trên trường, con đi rút hồ sơ cho em Su. Hả? Dạ bà. Cho con bí này hả? Dạ. Cho con bí này làm sao vậy? Dạ, nó mà con lên con nộp hồ sơ nội chú mà bây giờ con hiểu lắm, con rút về con không cho học nội chú nữa. Thì ra là con lấy là nó học dở thì dạ đúng rồi, nó học dở thưởng cho nó. Con ơi, ở xung quanh này á là bà thấy á kẻ trộm nhiều lắm nên dạ, là người ở đâu là cũ ở đó. Con lấy cái bà nó làm đâu chứ để mất á. Chú bà nói con mới nhớ á. Mà bà có cần con gọi con cháu nó đón bà không?
ngồi nghỉ đây một tí rồi bà đi bộ về. Nhà đẹp ở trên đây luôn đi nhà con. Nhà đẹp ở trên đây luôn đi nhà con. Trời ơi, cả nhà có thấy không? Cái bà này cố tình đánh lạc hướng chị Hiền, sau đó là bỏ cái điện thoại trong cái túi của chị Hiền đó cả nhà. Nhà bà đang đâu? Gần chợ không? Nhà con gần chợ. Nhà đây là ở cái hàng này đã bị quỷ lên bá tốn hả? Dạ. Ủa, bà về sớm vậy hả? Dạ, dạ, để con đỡ bà về. Không, giúp đỡ ra nha, thôi bây giờ bà đi về nha. Dạ, dạ, để con đỡ bà dậy. Chà già cả rồi, đâu vậy ba? Lúc này á là chị Hiền vẫn không biết đây chính là cái bà áo đỏ dạ trang. Và bà đã đặt một cái gì đó ở trong cái túi của chị Hiền đó cả nha. Chà già cả thôi Xu. Bây giờ mình đi về nghe. Mình đi về xong chị nấu cho Xu một bữa thiệt là ngon. Xu ăn nghe. Mệt rồi đúng không? Đó, chị biết mà, Su đói mà. Bây giờ Su ăn cái này để Su tiếp thêm sức khỏe đi Su. Cả nhà ơi, Su nhà mình thích ăn vô u lắm cả nhà thấy chưa? Hôm vô á là chị bắt Su học bài nhiều quá đúng không? Thì bây giờ nghe Su thích chơi gì chị cho Su chơi cái đó nghe. Rồi chuẩn bị ngày mai á mình đi biển nghe. Chị mua cho Su đến 4 bộ đồ tắm luôn á, đẹp lắm Su. Để ngày mai á mình đi xuống dưới biển xong ở đâu, chị bận đồ bikini cho Su xong chị chụp cho Su nhiều ảnh đẹp. Xong rồi Su ra Su bơm mấy em cá ngồi đó nghiêng. Trời ơi tội ghê á, hôm giờ mình bắt Su đi bán vé số cả nhà. Trong khi đó Su học sinh giỏi mà, Su đâu có lười biếng học không học bài đâu. Mà mình đồ ăn cho Su vậy á cả nhà. Đây Su ăn đi Su, còn nhiều lắm của Su hết luôn á. Đây là cái bộ đồ tắm biển màu vàng này nè Su. Đó, Su nhìn nè, là nó sẽ đi với cái kiệt màu vàng này Su. Su thấy đẹp không? Đó. Rồi còn cái bộ đồ tắm biển màu đỏ đây nè, là nó đi với cái kiệt màu hồng này Su. Đó, chị đã chuẩn bị hết cho Su rồi. Để bộ nào á là mình có phụ kiện bộ đó, còn là chị còn mua nút hoa để Su cho nó xịt cho nó thơm nè. Đó. Đó. Chu chanh nó thơm. Đây là hai chai nút hoa hai màu khác nhau luôn cả nha. Đó, còn đây là quà nè, tí nữa Su lên Su mở quà nghe. Trong đây chị có mua quà đẹp lắm cho Su luôn á. Đây, còn hai bộ đây với lại mấy cái kẹp đây nữa. Su thích phối như thế nào là chị cho Su phối như vậy luôn. Đó, còn đây là đồ ăn của Su nè. Đó, chút nữa ngủ dậy á là Su uống sữa nghe. Xong đó là chị còn mua sữa thêm sữa chua cho Su nè, nhiều lắm. Cho nên là Su đừng có sợ hết. Ủa? Cái này, ủa sao lại trong cái rõ ràng là lúc nãy mình đâu có cầm theo điện thoại mà sao cái điện thoại này lạ lắm. Cái điện thoại này hình như không phải của chị Su. Sao nó lại ở trong cái giỏ? Hồi nãy chị đổ này ra vậy là nó rớt ra theo cái giỏ này Su. Bây giờ chị Hiền mới phát hiện ra trong cái giỏ của mình có thêm một cái điện thoại đó cả nha. Có khi nào có người nào làm vô tình làm rớt ở trong cái túi của mình không mà họ không biết không? Thôi để bây giờ á, mình sẽ mở cái điện thoại này ra để mình coi thử có thông tin gì của người làm rớt hay không. Sau đó mình sẽ liên hệ để mình chạy lại cho họ nghe Su. Ok. À cả nhà, trong đây có, trong cái điện thoại này có cái đoạn video. Có khi nào mình coi cái đoạn video này mình sẽ biết được là ai là chủ nhân của cái điện thoại đó cả nhà. Su coi này Su. Đây, đây là mái tóc dẻ nè. Được chưa? Đây. Rồi, đưa ra cho anh. Thôi. Ok, được rồi, đôi giày. Rồi. Cả nhà. Trời ơi, trời đất ơi. Tại sao? Tại sao anh Thiên biết hẹn với Su lại liên minh lại để lưu lại gạt chuyện như vậy? Trời ơi, cả nhà ơi. Chết rồi, tức quá đi. Chết rồi, mình phải coi lại một lần nữa để mình không thể nói tin đây là sự thật được luôn á.
Thôi xong rồi cả nhà ơi, trong điện thoại là bằng chứng anh Sen cùng với bé Thảo, em Su và em Bông vẽ trang hình cô dế để lừa chị Hiền đó cả nhà. Cái cô dế hồi sáng mà mình gặp là không phải là cô Hương thiệt, mà là bé Thảo dễ dàng vô. Còn nữa, học bà rồi ở trong video á, mình thấy là anh Thắng với lại bé Thảo dễ dàng cái học bà này cho em Su. Cái học bà mà mình mà cô giáo đầu tiên đưa cho mình là có dấu mộc đàng hoàng nè, mà cái học bà mà hồi sáng á gặp anh Thiên á là không có dấu mộc gì hết. Trời đất ơi, rõ ràng là phải là năm 2023-2024 mà tại sao lại ghi sai cái năm đúng rồi nè. Cái con Xuân này tại sao lại lừa gạt như vậy? Tại đồ đâu mà anh Thiên với biết hiểu dễ dàng cô giáo không nói hả? Tại sao không nói? Vậy nên bây giờ chị biết hết sự thật rồi. Trong cái điện thoại đây, trong cái điện thoại đây nó đã quay lại được hết cái lúc mà anh Si mới biết Hẻo là lấy cái bộ đồ màu đỏ rồi. Mày bộ đồ màu đỏ đó. Đúng rồi. Bữa trước á là anh Si mới biết Hẻo có nghe về một cái bộ đồ màu đỏ với một đôi giày, kêu là bằng chứng nhưng mình không có tin. Và lúc đó là mình để ở dưới nhà bếp á, mình xuống mình kiểm tra thử. Thôi xong rồi cả nhà ơi, chị Hiền mà xuống kiểm tra là sẽ phát hiện ra toàn bộ sự thật anh Si mà biết Thảo đã lén lấy bộ đồ và đôi giày để đóng giả thành cô giáo. Lúc này thì em Su sợ hãi lắm cả nhà ơi. Bây giờ em Su phải tìm cách em Su đi núp thôi. Rõ ràng là mình để bữa hôm đó mình nấu ăn là mình để cái bộ đồ ở đây với lại đôi giày đây, để cái bộ đồ màu đỏ với lại cái đôi giày màu xanh ở đây, mà tại sao lại bữa đây lại không thấy nữa? Không có. Vậy là chắc chắn rồi là anh Sen cũng mới biết Hạ đã lẻn về nhà, lẻn mình lấy cái bộ đồ đó để mà đem đi dễ dàng thành cô giáo để vô lừa mình. Em Su bây giờ chạy lên lầu để đi chốt chị Hiền đó cả nha. Su ơi, con Su đâu rồi? Con Su biết hết mọi chuyện mà nó giấu. Su đâu rồi? Con Su nó vừa ngồi đây mà nó đâu rồi? Chắc chắn là con Su nó nghe là mình phát hiện ra mọi chuyện cho nên nó đi núp rồi. Nó mình coi trong video là mình thấy con Su đứng bên cạnh, là con Su quan sát hết mọi việc mà về giả bộ với mình. Con Su đâu rồi? Thôi xong rồi cả nhà ơi, Su ơi mau núp đi, chị Hiền cầm cái chỗ đó là chị Hiền tìm Su, chị Hiền quýnh Su đó. Đây là mình quýnh tiếc đến luôn, mình đuổi khỏi nhà luôn, không cho đi bán vé số luôn, mình cho ra ngoài đường ở luôn. Nhưng mình tìm con Su khắp nơi mà nó núp đi đâu kỳ quá. Lần này về đó mình quýnh tiếc đến luôn, quýnh cả anh Sen với đám biệt hạ luôn, dám dễ dàng của giáo vô đây luôn. Mình không có đi biển, đi tắm biển đi rồi á, không có quà quý gì hết, quà cấp hết. Thôi xong rồi cả nhà, vậy là kế hoạch bé Thảo cùng anh Sen dễ trang làm cô giáo vô để thất bại rồi cả nhà ơi. Chị Hiền đã biết toàn bộ sự thật, tại vì cái bà áo đỏ đã lén lút bỏ một cái điện thoại chứa video vô rồi. Thì bây giờ á, không biết là anh Sen và bé Thảo sẽ làm cách nào để có thể cứu em Su khỏi đi học nội trú đây. Thì mời cả nhà đón xem ở tập tiếp theo nha.